Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, đây là bản tin thời sự đột xuất của chúng tôi. Phải nói thật là từ tuần trước tới tuần này, sao mà lắm tin thời sự thế chứ, mới đầu năm. Dễ từ bản tin đột xuất, sắp thành bản tin thời sự hàng ngày mất rồi. Vâng, trong bản tin nhanh sáng nay ngày 26 tháng 2, chúng tôi muốn gửi tới các bạn một thông tin mới liên quan tới khu vực biên giới Việt-Trung. Trong khi vẫn chưa rõ ý đồ của lần trước, khi Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự nằm cách biên giới nước ta 20 km, thì theo tin mới nhận, Trung Quốc đang triển khai thêm một căn cứ nằm cách biên giới Việt Nam khoảng 70 km. Căn cứ này được cho là đang xây dựng tại một địa điểm bên ngoài thành phố Mông Tự, tỉnh Vân Nam. Công trình này có thể được xây dựng vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2020, đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Cũng theo các nguồn không chính thức, Trung Quốc có thể dự định triển khai xây dựng sân bay mới tại tỉnh Vân Nam, nhưng chưa có vị trí cụ thể. Đáng chú ý, thông tin này đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận cũng như bày tỏ quan điểm. Trong cuộc họp báo chiều ngày 25 tháng 2, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc xây dựng căn cứ tên lửa phòng không thứ hai gần biên giới Việt Nam, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho hay, quan điểm của Việt Nam là chính sách quốc phòng của tất cả các quốc gia cần đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nhìn chung, quan điểm của Bộ Ngoại giao khá bình tĩnh vì thực sự mà nói, việc Trung Quốc đặt căn cứ trong lãnh thổ của họ là chuyện của họ, họ được phép làm như vậy. Theo dõi bình luận, có bạn bảo hiệp định biên giới Việt-Trung có quy định không cho phép việc đặt căn cứ quân sự. Thậm chí, có bạn còn kêu là vùng phi quân sự ở biên giới, đâu được phép đặt cái gì. Nói thật, hiệp định biên giới Việt-Trung, tôi tìm toét mắt cũng chưa thấy điều khoản nào có quy định về việc bố trí căn cứ quân sự. Còn biên giới Việt-Trung, từ bao giờ mà được gọi là vùng phi quân sự vậy? Hai nước hiện có khúc mắc nhưng đâu có trong tình trạng chiến tranh đâu. Dù vậy, những ý kiến tiêu cực này không nhiều, tôi cảm thấy vui khi các phản ứng của anh em mình khá bình tĩnh. Vì thực sự mà nói, họ bố trí được thì ta cũng bố trí được mà, ai cấm được chứ. Tất nhiên, về mặt quân sự, đây là các mục tiêu mà chúng ta phải theo dõi kỹ lưỡng và đề ra các biện pháp ứng phó trong tình huống xấu. Lưu ý là, căn cứ thứ hai này nằm cách biên giới 70 km thì khả năng tác động của ta lên đơn vị này sẽ khiêm tốn hơn so với căn cứ số 1 chỉ cách 20 km. Tất nhiên, BM-21 Grad không bắn tới thì ta còn đầy thứ khác, như các hệ thống tên lửa SCAR là một ví dụ. Mục tiêu lý tưởng của SCAR là các căn cứ tên lửa hay các kho tàng. Ngoài ra, ta còn các hệ thống rocket tầm xa như X-Tra với độ chính xác gần như tuyệt đối, tầm bắn lên tới 150 km. Nói chung là không thiếu để dập một mục tiêu tĩnh, đứng im chứ không chạy đi đâu hết. Chỉ là các hệ thống tên lửa của họ, nếu đặt trên xe cơ giới, thì chúng hoàn toàn có khả năng cơ động rút lui để tránh né. Vấn đề là, tại sao họ đặt liên tiếp hai căn cứ tên lửa phòng không nằm cách biên giới của ta không tới 100 km? Việc này diễn ra khá dồn dập. Theo quan điểm cá nhân của Vietnam Defense, không loại trừ khả năng việc Trung Quốc bố trí các căn cứ tên lửa phòng không là nhằm đề phòng không quân nhân dân Việt Nam. Hiện nay, ở phía Bắc, Việt Nam có ít nhất một trung đoàn Su-30 MK2 đặt tại sân bay Kép thuộc tỉnh Bắc Giang. Vị trí chính xác của Kép thì xin phép chúng ta không bàn tới, nhưng tỉnh Bắc Giang chỉ nằm cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thuộc tỉnh Lạng Sơn 110 km. Ngoài ra, ta còn một trung đoàn tiêm kích bom Su-22 đặt ở sân bay Yên Bái, một tỉnh thành giáp với tỉnh Hà Giang có đường biên giới với Trung Quốc. Và từ đây, trong 5 đến 10 phút là đã có mặt ở biên giới rồi. Lưu ý, các thông tin này được đài báo ta công khai. Trung đoàn Su-30 mang phiên hiệu 927, còn trung đoàn Su-22 mang phiên hiệu 921. Tham số của Su-30 và Su-22 như thế nào chắc không cần phải nói thêm nhiều nữa. Người Trung Quốc rõ ràng họ cũng thừa hiểu tính năng tác chiến của Su-22 và Su-30. Trong tình huống xung đột, tuy số lượng Su-22 và Su-30 của Việt Nam không lớn, nhưng vẫn tạo ra các áp lực không nhỏ cho phía bên kia. Do đó, đứng ở vị trí của Trung Quốc, họ có lý do để lo ngại về khả năng của các trung đoàn tiêm kích Việt Nam. Bên cạnh khả năng này, chúng tôi cho rằng cũng có thể hành động này của Trung Quốc là nhằm mục đích nán gân, thăm dò phản ứng của phía Việt Nam. Và cũng không loại trừ khả năng đây là các hành động đánh lạc hướng nhằm làm ta mất cảnh giác về các mối đe dọa từ trên biển mà Trung Quốc thường xuyên thực hiện trong thời gian gần đây. Cụ thể, sáng ngày 24 tháng 2, tàu hải cảnh 5304 của Trung Quốc đã áp sát giàn khoan Hải Thạch thuộc lô dầu khí 5.02 của Việt Nam. Vị trí của giàn khoan nằm trọn trong vùng đặc quyền kinh tế của ta. Hành động nguy hiểm của tàu Trung Quốc đã khiến các tàu dịch vụ dầu khí của Việt Nam phải tiến hành truy cản, ngăn chặn. Về diễn biến này, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông và bảo vệ, thực thi chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển năm 1982. Hoạt động của các nước ở Biển Đông cần tuân thủ quy định liên quan của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của các nước ven biển theo Luật Biển năm 1982, đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực. Ái chà, chỉ vừa mới đầu năm thôi, dư âm Tết vẫn còn đó, không chỉ ta mà cả họ. Thế nhưng, Bắc Kinh lại đang có những dấu hiệu đẩy mạnh các hoạt động quân sự.
Đây chắc chắn là một nước đi có sự chuẩn bị, nhằm vào khoảng thời gian nhạy cảm, mới Tết nhất xong, rồi thì Việt Nam còn đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch bệnh mới. Trong lịch sử, đã bao lần Trung Quốc lợi dụng thời cơ nhạy cảm để tiến hành các âm mưu nham hiểm của mình. Hy vọng rằng, với bản lĩnh của chúng ta, một trái tim nóng và cái đầu lạnh của những nhà lãnh đạo, những nhà hoạch định chính sách Việt Nam có thể đưa ra những bước đi hợp lý, giữ vững ổn định, hòa bình và phát triển. Bản tin nhanh tới đây là kết thúc. Chúc các bạn một ngày lao động hăng say. Đừng quên like, comment, đăng ký và nhấn chuông ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.